Đây là ok. Ok. Lần thứ hai cho ra đường đi chơi. Lần thứ hai đi nên là em vẫn còn đang thì xe mà chạy qua gần là em vẫn đang giật mình. Đây. Đây thể hiện đã là rất là dạn rồi nhá. Đây là lần thứ hai đi đấy. Đi. Đây hồ câu, hồ bơi bây giờ thành hồ câu rồi. Nhưng hôm nay cũng cho ra hồ này để quay một tí để cho nó sáng sủa tí thôi. Đây để cho mọi người có mấy người hỏi ok mà xin ảnh với video mà chả quay được. Hôm nay mới cho ra ngoài để quay được. Đây là con của Marvin và Fay. Ok thì đang ở cái giai đoạn 6 tháng đẻ ngày mùng 1 tháng 7 mà. Đang ở cái tầm này là cái tầm thay lông dở dang, cho nên là nhìn lông ở trên lưng nhìn nó có độ xoăn này. Là bởi vì cái lớp lông bên ngoài thì nó mọc. Thay rồi nhưng lớp lông bên trong thì nó chưa mọc. Đây. Cái này thì đảm bảo yên tâm là khi mà nó thay xong thì chắc chắn là cái lông của nó sẽ mượt lại như bình thường. Đây. Cái màu vàng, dải màu vàng của thanh niên rất là rực. Dải màu vàng rất là rực. Ok. Cây. Đây này, sau là lông nó sẽ như thế này. Thì thanh niên này là bây giờ coi như là 6 tháng. Úi giời, mắc vào chân này này. Thanh niên này coi như là bây giờ là thanh niên được 6 tháng nào. Quay nhìn cái mặt, đưa mặt đây xem nào. Mặt đây. Hóng gì ở đây? Đây để cho mọi người nhìn cái mặt của em này. Ok. Bên này. Lên ra chỗ nắng quay thì cái vàng, cái màu nó tự nó rực lên. Nó rực quá. Nhưng mà đây là nó có dải, thanh niên này có cái dải màu rất là rực ấy. Cái mặt thì giống coi như là cái mặt nó giống Marvin tầm 80%. Đây. Cái mặt này nó thay lông xong rồi nhá, là lông nhìn nó ngắn này. Nhưng mà từ cái cổ trở đi này nó chưa cái mọc cái lớp lông đệm, thành ra là nhìn cái lông ở chỗ này nhìn nó xoăn này. Ở cái mé về sau là cái bên lông bên trên lưng nó sẽ như thế này. Nó sẽ là lông mượt thôi. Ở chỗ này là nhìn nó có lông đệm bên trong này. Đấy, nó có cái lớp lông đệm thì nó mượt. Trên này nó chưa có này. Nó có nhưng nó còn đang ít. Chưa mọc đủ, thành ra nó chưa tạo được cái một cái độ đệm ở bên trong. Thì thanh niên này là đã bán và đã có chủ từ lúc 1 tháng rưỡi 2 tháng. Nhưng mà bởi vì là chủ có cái cây. Cây, quay mặt đây nào. Đang nói chuyện về cây để cứ hóng trẻ con. Rốt thì nó rất thích trẻ con. Thanh niên này nó có chủ từ lúc từ lúc mà thanh niên 1 tháng rưỡi 2 tháng rồi, nhưng mà bởi vì là chủ thì lại có một cái là đúng lúc sửa nhà và xây cái nhà nó bị vượt quá số tầng, cho nên là nó bị vướng bận việc riêng không nuôi được nữa, thì chạy tìm chủ mới cho nó. Đây thanh niên này thì có vài cái sợi lông trắng ở cổ này, lẫn lông trắng nhá mọi người nhá, chứ không phải là dải lông trắng đâu. Cái này thì đây thì mình chả thèm nhỏ đi. Chứ còn thực ra nếu mà cái kiểu lông như thế này là mọi người nhổ đi thì lần sau thay lông gần như nó sẽ không mọc nữa. Và càng lớn lên thì cái chỗ lông ấy thì nó sẽ càng bay đi. Như mọi người mà để ý Marvin là hiện tại bây giờ là Marvin chỗ cỏ này nó vẫn có một vài sợi trắng đấy. Đấy là khi mà về sau là như cây này thì về sau cũng sẽ như thế thôi. Nó sẽ không nhìn thấy cái tí trắng nào nữa đâu. Lớt phớt 1-2 cọng. Đấy. Chân cẳng này kia. Tầm này thì nó con chó nó đang nghịch không? Rau của họ đi xuống đây. Nào, dám đây họ ra bắt đèn giờ. Họ mình xem được video là họ ra họ bắt đèn. Họ mắng như đấy. Không phải chuyện đùa đâu. Nhé. Chỗ này là chỗ của người quen đấy nhưng mà rồi mất công.
Thì có mấy bạn là cũng có biết là có em cây này là chủ cũ có cái việc không nuôi được và muốn tìm chủ mới. Các bạn có hỏi hình ảnh với video nhưng mà thú thật là chạy bận. Đến hôm nay mới quay được đây. Hôm nay mới quay được cho mọi người để cho mọi người xem và nói sơ qua về cây luôn. Là con của Marvin và Faye. Với cái giải màu, cái đầu, cái giải màu và cái bộ khung rất là khỏe, chắc khỏe như của Marvin. Tương lai thì chắc cũng sẽ là lớn lên thì chắc sẽ giống Vin độ 8 phần, sẽ rất là khỏe đấy, nghịch lắm. Hở ra cái là nghịch, hở ra cái là tha cái này cái kia xuống gặm nghịch và biểu cảm rất là tốt. Nuôi ai mà thích nuôi một con chó khôn, một con rốt khôn khỏe mạnh thì có thể tham khảo lựa chọn OK. Bởi vì bình thường có nhiều người thì bảo trại là không biết nuôi, cho nên là muốn chọn cái con chó mà nó khoảng tầm 4 5 6 tháng để nuôi cho nó chắc chắn. Nhưng mà bình thường thì trại sẽ không bao giờ có chó ở cái tầm đấy, bởi vì 2 tháng là có chủ hết rồi. Những cái trường hợp đấy là như mình cũng nói luôn với các bạn, mà chọn các cái trường hợp muốn tìm cái con chó như vậy thì chỉ có chọn những cái trường hợp mà chủ nuôi vì một lý do nào đấy mà không nuôi được nữa, cho nên là tìm chủ khác cho nó thôi. Thì như cây này là ở đàn chó con ngày bé là 15 triệu một con 2 tháng. Thì mọi người mà ai mà quan tâm em OK này thì sẽ liên hệ với trại. Đây là tất cả hình ảnh của cây ở thời điểm hiện tại này thì chỉ có ở trong cái video rồi thôi. Nếu mà mọi người mà bảo xin thêm ảnh hay này kia thì không có đâu. Không có thời gian để mà lại lôi ra chụp ảnh từng tí một. Một cái video này để mọi người quay được, mọi người nhìn được hết tất cả mọi thứ, thần thái của nó đi lại này kia, khuôn mặt và mọi thứ, mọi thông tin về con chó. Để dắt nó đi lại một tí để thấy mọi người thấy con chó nó đi, nó cái bước chân của nó rất là chắc chắn. Và con chó nó rất là dạn, nó cũng vui vẻ, chứ nó không có e ngại. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai cho ra ngoài chơi. Bình thường thì chơi ở nhà thôi. Đấy. Và cái lông của nó bây giờ, lông ở trên lưng nó đang có cái độ gợn sóng này, mì tôm này. Thì về cái vấn đề lông này mà mọi người sợ là về sau lớn lên nó vẫn thế thì cái đấy là trại đảm bảo với mọi người nhé. Lông sau khoảng tầm 2 tháng nữa khi lông nó mọc đủ lên thì cái lưng của nó mọi người sẽ nhìn thấy cái lông của nó sẽ mượt thôi. Bởi vì con nào ở cái tầm tuổi này nó cũng vậy cả. Đây, màu mảng chân cẳng thì mọi thứ đây mọi người có thể nhìn. Thực tế ở trong cái video là nó chuẩn mực nhất, chứ ở trong ảnh thì còn sợ cắt sửa chỉnh sửa này kia. Và con này là nó cũng vì cái hoàn cảnh nó như thế cho nên là bây giờ mới có video. Chứ còn nếu mà bởi vì anh chủ mới gần đây là anh ấy vướng vào cái anh ấy mua nó, nhưng mà anh ấy lại vướng vào cái thêm vào cái nhà anh ấy nói nó kiện cáo này kia, nhà hàng xóm nó kiện cáo nứt nhà lún nhà gì đấy, nên mà mới cuối cùng mới quyết định là tìm chủ mới cho nó, chứ còn nếu không là cũng không có tìm chủ mới đâu, vì nó vướng bận công việc nó nhiều quá, không còn thời gian để mà nghĩ đến cái chuyện chăm sóc cho chó này kia. Thì đấy, con của Marvin và Faye, coi như là như như cây này, cứ coi như là một nửa con chó, một nửa máu Đức, một nửa Đức, một nửa nửa Sắc Bi. Đây này, về sau là cái lông của nó sẽ như là cái kiểu lông đầu này. Chứ cái tầm này là mọi người sẽ thấy là bình thường sẽ không có ai quay chó ở tầm này đâu, bởi vì tầm này con chó nó thay lông. Đây đã là một cái con về sau lông của nó khá ngắn chứ không dài đâu. Nếu mà với những con lông dài nó còn xoăn tít nữa cơ. Đây này chỉ nhìn thấy nó xoăn thôi. Nhưng còn những con lông dài còn ở cái khu vực cổ này là do cái dây vòng cổ. Do cái dây vòng cổ và lông ở cổ thì nó cũng dày hơn, nhưng do cái dây vòng cổ, nó dây vòng cổ thì đeo cho nó cái vòng cổ suốt thì nó làm cho cái lông ở chỗ đấy nó bị dựng ngược nữa. Đấy, quay như này để cho mọi người nhìn cái lông của nó, cái lông lưng.
Còn về sau là đảm bảo là nó sẽ như cái lông ở bên cạnh người này thôi. Đây. Đấy, nó sẽ như thế. Nó sẽ không ngắn được như là lông của Marvin, nhưng mà nó cũng gần như thế. Đây, như cái đầu là lông nó thay xong rồi này. Nhìn giữa cái đầu và cái cổ ở đằng sau này, nó đang mượt dần đấy, thế không? Đấy. Đằng sau nó vẫn còn đang bông bông. Cái lớp lông bên ngoài nó mọc chưa đủ dài, chưa đủ để át được cái để cho nó có cái độ mượt của cái lông. Thanh niên này đấy, bảo mấy người hỏi cân thì mấy người hỏi cân nhưng mà cũng chưa cân, nhưng mà mọi người có thể áng chừng nó ngoài 20 cân hay mấy cân gì đấy. Đây, nhìn ở đây so với cái gì để cho nó dễ nhìn. Đây, do so với cái viên gạch cái đi, hoặc ở đây không, để quay với chủ luôn. Đây, đây nó đang ngồi đây. Nhìn đằng trước. Đấy, dài đấy, cao và dài đấy, đứng so với đầu gối là qua đầu gối rồi, vai bằng đầu gối. Mà mình cao khoảng 1m75, nó cũng cao rồi, hai mấy cân rồi, không cân, bảo cân mà lại quên mất rồi. Đấy, để cho mọi người nhìn ngó em nó tí, và ai mà có ý định nuôi một cái con đực và muốn bắt ngay thì liên hệ. Chứ có hai bạn là nghe thông tin từ trước, nhưng mà các bạn bảo là đợt này các bạn còn đang bận nên lại nhờ trại và nuôi hộ thêm khoảng tầm tháng nữa thì rồi đoán thì chịu rồi, là trại chịu rồi. Nếu mà nuôi hộ được lâu như thế thì giữ lại nuôi luôn rồi. Bởi vì là ở trại thì nó có một cái dở là số lượng chó nó nhiều. Nuôi ở cái lúc mà nó nhỏ thì có thể mấy con cho chơi chung với nhau được, thì có thể là nuôi hộ cái lúc nhỏ tùy đợt có thể nuôi được. Nhưng cái lúc nó nhỡ rồi, nó bắt đầu là vào tuổi này là nó vẫn còn đang là chó con thôi, nhưng mà chỉ thêm khoảng tầm nửa tháng một tháng nữa nó sẽ vào bước vào cái tuổi gọi là thiếu niên, là nó bắt đầu là nó gọi là bắt đầu chớm bước đầu là muốn khẳng định vị trí của mình với những con chó khác. Nó dễ theo kiểu nô đùa gạ gẫm nhảy chồm lên nhau này kia, mà như thế thì nuôi chung thì nó ồn ào. Thêm vào nữa là cái giai đoạn này nó vẫn đang là giai đoạn tuổi chó con, thì nó nên được ở với chủ nó để cho nó bắt nhịp mọi thứ, bắt nhịp theo nhà chủ. Bây giờ thì nó vẫn đang tuổi chó con thôi, vẫn đang là tính cách, hoàn toàn tính cách con chó con. Lớn lên tí nữa thì nó sẽ thiếu niên rồi thanh niên. Trong giai đoạn đấy, giai đoạn hình thành tính cách mạnh. Mọi người đừng nhìn nó to này, mọi người bảo sợ là về là, nào ra đây nào, về là con chó nó cắn hay là này kia nhá. Nó thế này thế kia, nó to quá thế này kia. Thực ra là con chó ở tầm tuổi này nó là con chó con thôi. 6 tháng rồi nó vẫn là đang ở trong tuổi con chó con đấy. Coi như ngày hôm nay là đúng tròn này. Đẻ ngày mùng 1 hôm nay là mùng 1 tháng 1 này. Mùng 1 tháng 1 nó đẻ ngày mùng 1 tháng 7. Coi như là mùng 1 tháng 13, 6 tháng. Đấy. Thì mọi người ai mà quan tâm thì liên hệ theo cái điện thoại với lại Zalo của Rukolovi 0981115000. Ai mà quan tâm đến chó con của trại thì cũng lưu lại cái số để add Zalo để theo dõi. Có thể là lúc khác, bây giờ không cần, nhưng mà lúc có thể là lúc khác mọi người sẽ tiện có luôn cái thông tin. Chó con hay là cần lấy giống chó to hay là này kia, nhiều thứ. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you and see you again. Dắt cho em đi chơi một tí. Đây. Bây giờ thành hồ câu cá thì không bơi được, nhưng mà vẫn dắt đi chơi được.